đàn Bắc Hà trắng ngày hôm nay. Có thể chọn chó và đón chó được rồi. Hôm nay đã đeo dây cho chúng nó. Rồi quay chung một tí rồi sẽ quay riêng từng con. Đàn này thì chất lông đều nhau, bông xù đều. Đó. Chó cũng đều nhau. Nhất cân hai con, một to một bé ra nè. Coi như là 5 cân. 48. Nhất một con khác. Thôi chả cần phải cân đâu, cân hai con thế là đều 5 cân. À. Đúng rồi, cứ xem 5 cân một con thôi. Cho nó ra vườn cho nó tham quan vườn hay đi vệ sinh đây. À, ra vườn đi vệ sinh, rất lịch sự. Chúng nó tự biết ra vườn cho nó đi vệ sinh, bình thường không được ra đâu mà. Đây biết ra đi vệ sinh, đấy, lèo trèo, đống gạch. Ừ. Thôi đi vào đây. Thích leo trèo, chó núi. Vì đây nó là bản năng của chúng nó. Bao nhiêu chỗ chơi không chơi, ra trèo đống gạch chơi. Đất bằng không thích, ra trèo đống gạch với đuôi. Đấy. Ra trèo đống gạch vụn chơi. Đấy. Đấy đúng gọi là đúng ấy rồi, đúng sở thích rồi đấy, ra leo trèo ấy. Rồi, quay mấy con chơi trên dốc rồi đi. Mấy con chơi ở trên dốc rồi. Là này thì tất cả là đều là chó cái. Và chó rất là đều nhau. Là này là mình cũng phải giữ lại cơ. Giữ lại hai con. Rất lịch sự. Dây hồng. Ok, ra kia chơi. Con nào đây? Con nào ra đây quấn này, con dây nâu. Ra quấn chủ. Sao, yêu thế nhỉ? Ra để quấn quýt. Em ơi. Ê. Chạy. Ơi đi lên nào. Đây nó rất là đều nhau. Ê.
toàn nhấc từng con đi để anh quay. Rồi, chất lông này. Con đầu tiên là con cái dây hồng. Con này thì quấn người nhất đàn luôn. Quay cái mặt nó ra hướng này. Thấp thơi thấp tay xuống ở đấy. Em này là em dây màu gì kiểm tra cái khóa? Dây màu nâu. Đúng không? Dây màu nâu đúng không? Ok. Chìa cái khóa ra. Không nhìn được. Hơi vén ra. Đấy, hơi vén ra như hơi ngửa cổ lên như vừa rồi này sẽ nhìn thấy. Ok, con này dây màu nâu. Rồi, xong cái màu dây để quay mặt nó là tí. Rồi. Ok, xong, con khác. Kéo cái khóa hơi vén, hơi ngửa cái cổ lên. Khóa nó đang thõng dây cổ rồi. Con này là dây màu xanh lá. Rồi. Cho nó đứng như vừa rồi đi. Để nhìn cái dáng đuôi của nó. Ok, con xanh. Đây là cái con dây xanh. Cái chất lông của nó đấy. Và cái đuôi của nó. Rồi, bây giờ nâng ngực. Ok, nâng thấp thấp thôi. Rồi, thế, tầm thế. Ok, đấy, để nhìn được cái khuôn mặt của nó. Phản đối. Phản đối không có hiệu lực. Ok, xong, con tiếp theo. Hồng. Rồi, quay ngang người trước. Con tiếp theo là con hồng. Đó, để nhìn cái người và cái đuôi. Rồi, nâng người nữa đây. Đó, con này là con thứ ba, khóa hồng. Rồi, ok, xong. Cho con khác đây. Ừ, hồng đấy. Con này màu tím. À. Rồi, con gì màu tím. Rồi, đỡ nhìn mặt đi. Thấp xuống. Nhìn mặt ngạt ra nhìn trông như là con Golden Labrador. À, nhìn mặt ngạt ra nhìn trông giống mặt con Golden Tàu. Ok, con tím này nó không hợp tác. Rồi, con khác. Rồi, tiếp theo là con xanh. Cái mặt nó làm gì mà bẩn thế? Lô nhau ướt rồi. Ok, đây là con xanh, đây là mặt nó bị bẩn nước. Rồi, xong, con đỏ đây. Ngáo ngơ vậy. À, thanh niên ngáo ngơ vậy.
đang nôm ở bị tóm. Bé này là mặt đần thối ra giống con dây gì lúc nãy. Ừ. Mặt đần thối. Trả ra cái là biết mặt nhau ngay. Ok. Ra vườn tưới cây, trèo lên hàng rào luôn. Đàn này mẹ mình chọn hai con lại để giữ lại, chẳng biết chọn con nào, giống nhau quá. Trong cái đàn này thì có con dây nâu này là cái con quấn người nhất, nhưng con này là bán giá rẻ hơn là bởi vì chân sau của nó có một cái chân, nó có cái huyền đề đơn nâng nó này để cái chân sau là nó để nguyên đấy. Ok đấy, thế thôi. Còn tất cả những con còn lại là nó không có con nào nó có huyền đề móng thừa cả. Con này là sẽ bán giá thấp hơn một chút. Ok, thả nó ra cho nó chơi với những con khác. Nó là con quấn người nhất đấy, con duy nhất có huyền đề và quấn người nhất. Móng thừa. Dây xanh này. Dây tím này. Xanh này, tím này và dây gì đây? Chưa nhìn được. Và hồng. Khóa xanh, khóa tím và khóa hồng. Thôi. To chưa? Ừ. Cho mấy con vàng với lại con khoang vàng trắng ra. Đó. Bản. Còn cái đàn này thì nó to hơn một chút, đàn vàng nó to hơn một chút. Nó đẻ trước. Trắng này, đen trắng này. Đen trắng hôm nay to lắm này, cân thử xem là đen trắng mấy cân rồi. Nào. 4. 48. 6 cân. Ê, đại ca lại cũng 6 cân. Cũng bằng đen trắng. Và bắt bọn trắng vào đi để quay riêng bọn này. Đây là đàn vàng. Đấy, vàng cháy thì lông thì dày, lông xù dày. Đàn Bắc Hà Bản này thì giá rẻ thôi,